Đúng rồi, cỏ bắt đầu xanh hơn rồi này, cỏ bắt đầu xanh hơn rồi là đúng là mùa thu sắp đến rồi, mùa hè sắp qua Nào con đồ cho rồi. tôi cái ba lô đi. Nào con đồ cho tôi ba lô đi. Cuộc Chung nào kế sau cũng được. đâu để xem nào, đây tôi cho ông cái ba lô này. Ba lô tôi vứt đâu ấy? Đi 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 đi. Đấy, lấy đồ ăn Tượng đi. ra. Tiếp tục của hành trình của mình đi. Đâu ba lô ông cầm chưa? Ba lô tôi đâu ấy? Ba lô tôi ở Đâu đây. rồi? À đây rồi, mẹ nó rơi ạ. À, dưới đất này. Ba lô dưới đất kìa. Phân đi. Đấy, ba lô dưới đất kìa, ra nhặt đi. Tôi biết rồi, từ từ. Phân Máy này coi như cái máy tưới cây luôn ạ. bón tôi để trong ấy nha, trong hòm nha. Tôi đi tiếp tục hành trình của mình. Như một thằng ace thực thụ. Mùa thu đến rồi, gieo hạt xem nó có mọc không. Nếu hiểu mấy ông trồng cái cây ở giữa nhà để có tác dụng gì hả mấy ông? Phải tôi trồng. Tôi thử chặt nó đi xem nó có được cái đéo không. Lâu vậy. Đéo. Chặt cây đi nó ra mấy cái lung tang lung tung này thôi. Nếu ra thì ra hồn cả. Đéo hiểu. Ông nào vẫn bật cái máy ấy đây, tắt đi. Đầu quân cứ 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 nhầm nhầm cái đồ ấy của mình. Cái cherry ấn mãi không được. Đến đây ông nhé, tôi đi tiếp tục hành Ôi, trình. cuối cùng thoát khỏi cái cảnh chết nóng à. Đạo ơi, lên đây đi, cuộc sống đã trở lại rồi. Nỗi đau đã qua rồi. Tạm biệt. Đang câu cá. Khổ thân tôi, bây giờ bắt đầu gây dựng lại rồi. Xây dựng lại căn nhà đã tan hoang. Ý chí của tôi đã compact. Tạm biệt. Đã đi trồng lại rừng nữa cơ. Rừng cháy mẹ hết rồi. Thì mấy ông không quan tâm. Cái gì cơ? Đi thần rừng. 4 năm. Nhưng bây giờ đang nhiều việc để làm quá, chưa thể đi giết thần rừng được. Đây đang đói. Con anh nhanh đói thế. Đã chim đồng chim đây nhưng mà chim thì đã chết hết, nếu hiểu mấy ông giết chim thì ông ăn đấy à? Đâu chết hết thế này. Không. Ừ, đúng rồi, tôi đi giết chim ấy. Đi. Làm lại Vậy. vậy như vậy chỉ cần có tôi này. Ờ, Tượng được thỏ này. mùa xuân đến rồi, đời mình đỡ khổ. À, mùa này mùa Buồn. thu, mùa thu là cái mùa yên bình nhất trong cái game này luôn này. Đấy, đá đá tím mình có đầy này, Nè. đá tím mình có viên này. Tôi vừa làm đấy. Mấy cái Biến tất đồ cả mọi này mang đi đưa cho con lìn này đi. Để trong hòm thì chặt hòm. người. Biết. Tôi chứ không bao giờ trở về đâu. Vậy thôi. Được với ông căn nhà đấy, tôi đi tiếp tục hành trình của tôi. Tôi đâu cần về. Đéo gì cứ mày ông cũng để trong mày ông cứ đi. Cuộc sống mình lại trở về với cả hạnh phúc rồi. Với các Tôi bụi. hỏi lại. Ôi. Các bụi. Tôi mì ăn Ừ, chỗ này dưới này còn cháy hết thế này. à? Cái cây mình vừa trồng cháy hết ạ. Má ơi, xuống xuống cái hang mà mất mẹ 1 phút thì chưa xuống được.
đi cả. Cây Mấy cái tập chỗ bị đụng lại. đất này đéo xây lại được. Ừ, nếu xây lại đâu, bây giờ xây ra hướng khác thôi. Bây giờ tôi sẽ đập đi, tôi xây lại từ Đất đầu này. à. Sao tôi xuống hang mãi không được này, đơ mẹ rồi. Mất một lúc. Xuống hang bị đồ bé bé mà. Rồi, thấy mẹ không rồi. Bây giờ tôi sẽ đập một Máy. cơ số để đá tường đi để tôi xây lại. Đừng nhặt mấy cái đấy. Đừng nhặt mấy cái hoa đấy. Phát sáng được mà, đi theo tôi không? Không, tôi không cần. Thôi, tôi đi đây. Đừng nhặt hoa phát sáng của tôi. Cần Ông Hiệp ông nhặt hoa phát sáng bên này giờ cá được rồi. nào bây giờ mình phải bắt đầu thấy có vẻ đêm nó dài ra rồi đấy. Đâu đêm vẫn một thằng nào vừa 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 gạo ấy mới gạo như là mẹ chết chết. Gì đây? Ông có cỏ không ông à? Vứt tôi ít cỏ. Có 30 Vứt tôi khoảng 10 vài 10 cái 20 cái gì đấy. Ok. 30 cái luôn. Tôi làm lại mấy cái ruộng mà. Tháng thế này cũng tháng à, tôi chả sợ thằng mẹ nào cả. Lửa mang tên ý chí được vào được kết. Có đá không? Có đá không? Thôi bảo tôi đập thế này thì đá cũng được. Đá rồi rồi, tôi không có đá kia. Đập tường thì vậy. Cái tường cái này đập thì thôi, nhưng giờ để không để không làm gì rồi. Hết động đất, hết mấy cái động đất. Ôi, cuộc sống khổ cực. Đây là hả? Đập thôi. Đập mất mất mấy cái tường đây để mình xây lại sang góc khác thôi, nhưng góc này bị hỏng nghe rồi không đi được đâu, không xây cái gì trên này rồi. Không bắt mẹ búa rồi à? Đây ôi thật, một khu thật yên bình ạ. À, không bị nóng, không bị cái gì cả, không có một cái gì ảnh hưởng đến mình tương lai. Cuộc sống thật là sướng. Qua những ngày khổ em biết những cái ngày này nó quan trọng thế làm nào. sao để đập cái mà Đập cái đi. Nào. Rồi đi phòng mẹ búa. Ui, chỗ này sáng vãi luôn á. Amazing. Đấy, tôi sẽ mở rộng nhà lên trên kia. Để biệt đội phá dọn nhà. Đây sáng trưng luôn. Sáng gì đây không? Đâu còn cỏi làm lạnh quá. Cỏ ra tôi đưa này. Bao nhiêu cái? Tôi còn 8 cái này. Ở cái cây này giống cây chuối nhỉ? Được chưa? Ờ đúng rồi, cây chuối này. Cái này mà cũng có chuối à? Củ cà rốt khổng lồ nữa đây. Mình còn rất nhiều Mấy thứ búa đây. Mình còn vẫn rất nhiều thứ để làm với cái nhà này. Cái khu tam hang này. Ơi. Bây giờ tôi lại thiếu cỏ thì mẹ làm ấy á. Ơi, thôi không sao. Kệ đi. Quên để Tôi sau. đã đóng cá rồi, đang chuẩn bị về nhà. Đào cỏ mình. Ông đi lấy ông đi Chuối ông đi đào đào mấy chục cái cây cỏ về đây đi ông ơi. Chờ về làm nốt ai. Ủa thì từ đây. Nhưng mà thu hoạch mấy cái ở dưới này thì được cái gì vậy? Chả được cái gì, nó được tối om đi.
Đây tối đâu, tôi sống được ấy mà, còn gì tối. Ông mà thấy ui, kia thì làm gì thì tối. Cái này giống xúc tua nhỉ. Ông không thấy tối, người khác thấy tối. Hết cái hàng này có tôi biết mẹ thì rồi. Ông hai ông sống được trong đêm. Không cần hỏi. Một cái xúc tua này. Bị nhổ hết mẹ thôi con đốc. Đi mãi nếu thích cỏ. Con này nhiều ấy. Ủa. Tôi ăn quýt rồi. Đói quá. Mấy cái xúc tua chết luôn. Rắc lại quýt. Ok. Rồi. Ờ chết rồi, không làm cái cửa cái này rồi. Thánh cần thiết cái xúc tua thì mình lại thiết. Mẹ khốn nạn. Búa đâu? Búa đều. Mấy cái xúc tua được cái gì vậy? Mấy cái xúc tua ấy. Ai biết được ông nhặt được cái gì? Xúc tua thì nó ra cái que có cái gai ấy. Được hả? Ừ. Ông nhìn nó như kiểu làm gì có nhà to xuống đây mà xem đi theo tôi này, tôi bật lửa cho mà xem khí của tôi. Ok, đi theo tôi. 98 ngày nữa. Gần 100 ngày rồi, mùa hè đến rồi, mát mẻ rồi, khổ mãi à, mùa thu đến rồi. Đọc hết cái đống này. Phải đạo đi rồi. Đạo cho hồi sinh phát nhẹ. Đây đào theo ông, cầm cái xẻng ấy. Ông cầm cái xẻng ông đi xúc cỏ đi. Cầm xẻng làm ơi. Đi xúc cỏ, đi xúc thật nhiều cỏ về cho tôi. Đi xúc nhiều cỏ với cây về nữa, cả cây nữa, ông cần cả cây nữa để mình trồng lại cái đống mà mình đã mất. Bắt đầu lại từ đầu đi. Ôi, cho mất cái ba lô vậy. Ba lô vậy. Ê, cây dựng lại, bây giờ đập đi xây lại à? Cho xây lại. Đi phải hỏng. Tôi đéo đủ đồ trên búa luôn. Đi. Số phận mà bắt mình dừng ở đây rồi. Không sao. Mà nản thế. Nhưng mà ông nói mà nản thế. Công nhận sợ là cái tuôn vả giống như là con luôn. Ông đánh cái đấy không? Không biết được cái gì nhỉ? Ơ sao không cho chim trong lòng rồi vậy? À đây. Thích gì khô máu như sao không xoắn. Bói quả. Ôi chết mẹ, bật lửa lên các ông ơi, bật lửa lên. Tôi chỉ sợ đói thôi, không sợ buồn tối. Tôi cũng vậy. Cái mẹ mình ra không có cỏ, mình còn thấy cỏ, mình bật lửa, nếu không ngáo quá. Mày con rơi khỏi nhà hàng. Đêm nhanh không mà. Mấy giây chứ mấy em 10 giây là cùng. Này thì rơi rồi, rơi rồi. Ôi đi cơ mà nóng tắt cái lửa đi. Mình cũng trải qua hết 4 mùa rồi đấy anh chị.
khó khăn nhất là cái mùa hè. Thật sự khó khăn thật. Mọi người cảm chưa có đến mùa đông mấy ông đòi map. Đi cơ. Nhưng mà ngày xưa hồi xưa đấy còn không biết đến giờ làm xem vở mới. Hồi xưa nghĩ mùa đông nó là khủng khiếp, nhưng mà thực ra mùa hè nó còn khủng khiếp hơn. Thế nóng thì đông quá lạnh. Được cái mùa hè không có quái. Quái đông như kia sao nó quái, đéo hiểu lúc con. Má con ếch nó ra như cỏ. Xuống chui xuống dưới hang sống tốt. Xuống dưới hang tụt não như điên đây. Ai bắt ông chơi cái con đấy? Con nào mà xuống hang chặt tụt não ông? Con con rơi con bị tụt đéo. Chơi Deadpool thế em. Mẹ ma ra bắn chết ma xong lại. Đéo hiểu. Hôm nay ông đừng kém gió nữa. Đấy rồi, tìm cái dấu chân này để làm gì ạ? Mất bà nô nữa. Chán thế nhỉ? Nào thế ở ban lại cái ban nung. Tôi xem một cái nhà thật to này, con chó đi vướng thế nhỉ? Cái nhà nó cứ đi vào đây, cái kỵ mè cứ đi. Nhà nó cách đợi đeo đi theo cái tổ vướng chân vướng tay. Rồi. À, bà thích có pet làm gì? Sao nắm đá vậy? Tôi xây nhà tôi quay con vô lợn này. Con vô lợn nó ngồi yên đi chả làm cái đéo. Mình nó cho mình vàng. Chứ nó có cái tác dụng gì. Cái mỏ vàng. Mấy ông còn đói mẹ. Con vô lợn là cả một mỏ vàng đấy không ạ? À, lần đéo nó cũng phải đi tìm con vô lợn để quay đi chứ nó có đánh nhau được. Cái có đồ chơi về hết cho con vua lợn thì dễ mà. Nó kiếm vàng cho mình đâu mà đi kiếm vàng khổ cực. Cỏ chồng ơi đâu. Vàng kiếm bằng đá nữa. Bằng đá nữa không? Có chồng cỏ đá nữa không? Đây ông như tôi này, một mình tôi đi kiếm được. Nhờ phải đến mấy chục cục vàng. Đá về thì phải bùi. Ok, trong cái cỏ thì trong cái ngoài ông. Trong mà trong một san sát nhau vào, trong đó trong tách ra thế. Dạ. Rồi. Rớt rớt cái cỏ ấy tôi trong cho. Mày chạy à? Chạy này. Chạy này, chạy này. Trông san sát vào nhau, cái cỏ trông trông đấy cũng được nhưng mà trông san sát vào nhau. Đi nấu đồ ăn à? Ăn mày đây thôi. Ôi, vẫn trời nóng à? Sao mà tôi vẫn bị lửa lửa đốt vậy? Tí không ngáo à? Trời, ai mà ông cần bếp lửa? Đấy, chẳng nóng. Không cần bếp lửa. Đừng bật bếp lửa to là nó nóng đấy. Chỉ có bếp lửa nhỏ. Mà tôi là ai mà sợ cái mẹ gì. Ai thôi đạo cái này đi gốc rồi. Đạo ai? À. Ôi. Rồi. Ờ, à, hiệp ơi, con ấy không? Hiệp ơi, con... con gì nhỉ? Con cỏ ông đưa hết cho tôi nào. Tôi đưa cỏ đây. Đây đây. Con cả hạt tống cỏ ấy. Cỏ với hạt tống cỏ được hết đây. Ơi đào tiếp đây. Nếu ông trồng mỗi tí thôi nào. Cho con mèo bò. Bò đâu? Không nào cần cỏ. Đâu? Bò đâu? Ra đây để bố một thịt.
sắp được gặp ma rồi. Mà nick của đây là cái gì? Trong mà chế đồ làm gì? Chế lại ruộng vườn. Vườn tược hỏng bét hết rồi. Đen nhất là mất cái ba lô. Có mỗi cái ba lô để đựng mà cũng rơi mất. Mấy ông hạt giống mấy ông ăn hết rồi đi. Tôi bị cháy bị cái đồ trong. Đi đường nhớ chị nhặt lại hạt giống nha mấy ông chứ. Hết mẹ hạt giống rồi. Đéo. Tôi đưa đây bốn cái cỏ nè. Đâu? À chết rồi đây vậy. Thôi cần đồ. Tôi có thể cần đồ hàng. Chết rồi thôi. Nhà hết đưa đây thêm một cái nữa. À hai cái nữa nào. Đưa hai cái nữa đây. Đồ mạnh đâu? Đi ra đây. Ông có hạt giống không? Đưa tôi xin hạt giống. Ông mạnh đâu? Đây. Mạnh ơi. Đang đứng ngay đây đây từ từ. Ông mạnh kia. À. Lấy ấy không? Gì lấy gì? Đồ ăn cho cục cưng á. Để ở nhà nhá. Cái gì? What the fuck? Không có nói lấy cái gì đâu mà. What the fuck? Bảo làm ba lô cho được. Có. Nhà. Có chứ. Tôi có 8 hạt giống này. Ừ, về nhà trồng đi. Không cần vàng nữa không? Xong rồi đâu? Về nhà đi lấy ấy mà trông tối ông làm có cái gì bật lên trông mạnh chết không được tối đi bè rồi một cắn tôi phát thôi để gần này mà nó không cháy nhỉ phải lèn thật sắp cháy cái này là cuối mát rồi. Đúng rồi, cuối map rồi. Ngày thứ 100. Trồng có hạt giống trồng vào nhá. Không là có thêm cái hạt giống nào à? Ông nào trồng kiểu đéo gì này? Tớ bảo trồng tiết kiệm diện tích thôi, ông trồng bôi ra vãi đượt tựa hết được cho trồng cho nhá. Bà đưa hạt giống, đưa cỏ, đưa đấy cho tôi nó cho trồng nhá. Bôi vãi đấy, trồng bôi bát. Thế là đỉnh cao lắm rồi. Nếu cái nồi lũ lũ thế. Ông có thịt phơi ra đi, lấy thịt phơi khô ăn. Thằng A làm cách nào để đốt đấy vậy? Đốt lửa vậy? Đốt gì? Bắt đốt cháy rừng á. Thì phải ăn ít thế à? Sao để thằng A nó đốt rừng được vậy? Không biết. Nó bị hình như bị tụt não và nó đốt xung quanh. Đúng rồi. Biết nó bị tụt não rồi nó đốt. Ngáo như đạo. Ông nào có ấy không để tôi chế cái búa à, tôi đi phá nốt cái đống này để tôi xây lại nào. Cái ngoài. Có gì? Cho tôi ít đá. Ít đá để tôi. Đá trong nhà đây. Có cái con ấy. Đang không có thịt để phơi. Chém luôn. Hoa được không nhỉ? Ăn hoa được không? Có bị mất máu không? Ôi, tiếng sói nhá. Tiếng sói mấy ông ơi. Chuẩn bị gây chiến. Chuẩn bị gây chiến nè. Gầm ba con sói. Chập. Hoa có bị mất máu không? Ăn hoa là sao bị mất máu không? Ăn hoa đánh nó thoải mái. Còn mày đây. Đang đợi mày đây. Mẹ bò nói điên rồi.
Ở nhà cực nhiều phân mà. Nào, đứng qua đây nào, chuẩn bị đánh nhau rồi này. Ông Mạnh gần sân bò không? Có. Quánh nó. Ui, con này nó là nó sói cháy. Sói lửa. Sói tới đúng ôi, đi cứu mẹ, cứu nạn. À, ông Quân. Cái giờ mà cứ cần ông nhất thì ông phải đứng đơ hoặc ta đây ông gì chứ gì. Tiêu sói vào cờ lờ. Ui, đông quá, đông quá mấy ông ơi. Ui, sao lại đơn lát thế này. Đi cứu mẹ, sao lại lát thế này, đi. Hay không? Ông Quân ơi, ông Quân. Ui, sao lát thế? Ông Quân chạy. Hai mẹ. Tất lát. Lạc quá. Ui, sao lát thế nhở? Xong lượng được đồ này. Các quang này bị đứt rồi. Úi trời ơi, có chó. Đợi tao nhặt kiếm rồi đánh nhau mày. Mình khốn vãi đồng. Úi trời ơi, sao đông thầy. Đi. Đông quá. Mẹ ông ăn gì mà khôn vậy. Ôi, đâu hết rồi. Úi trời ơi. Cả một đàn sói đuổi tôi rồi. Quân này em đâu rồi. Đạo ơi. Cho ông Quân phát rồi. Đạo. Đạo. Biết một nó cho tôi. Đi cho lẽ của nạn tôi. Tôi lượng được viên hồng ngọc đỏ này. Tôi lượng được viên hồng ngọc đỏ này. Thôi mày cút ngay. Có nên vứt không? Có. Đừng vứt. Vứt cái gì? Thôi vứt. Cứu tôi. Viên hồng. Đi con mẹ. Đi giết các con sói. Ừ, giết sói thì nó có tôi mà. Địt con mẹ ăn chó mày. Sao lại cháy thế này? Mẹ cháy ơi. Đạo ơi, ông ơi à ông. Đéo hiểu ạ. Ông nào say hộ? Con chim nó đánh tôi. Đéo hiểu. Bếp đâu hết rồi? Bếp vào trong nhà kìa. Cháy mẹ đâu. Để mất một đống đồ rồi. Đi. Ông nào toàn đi kiếm đồ xong để cháy mất. Đau lòng quá. Mấy con sói. Mẹ đang nhặt đồ con chim ra nó đánh đi. Gần mẹ tôi đang to như đéo. Con này cút ngay. Tại mạng bánh thế. Đúng mãi thế không sao, đúng lúc sói ra. Hiểu hiểu. Đéo hiểu à. Nhưng sao kiếm được đống hồng ngọc mới gạt được đống. Sai không rồi. Đã mất những cái gì? Tôi chả nhớ nữa, thì tôi kiếm đầy ba lô rồi còn một lửa. Đạn này, băng đạn đúng không này? Mẹ đi nhặt phân bò cũng bị bò đuổi. Bò điên. Tao chỉ nhặt phân mày thôi mà. Thôi không cần thiết lắm đâu, nếu mà không nhặt được thì thôi, không cần phải cố. Ông cùng ông đi kiếm cỏ cho tôi thôi. Nó ăn hết cái mẹ rừng. Nó ăn mất rồi. Tôi nhặt toàn được bò không cỏ bóng. Trái không dây cái trái ngu hơn bò. Kéo có cỏ. Ý, chết đói rồi. Chết đói gì ông cũng chết đói à. Đồ ăn này, đồ ăn này. Thì khá nhiều đồ. Thì có thịt sấy trong này này. Ăn tạm đi. Ăn cho hết đi. Hình như cái bình phun lửa. Ở đây. Tưởng cái bình phun lửa cũng bị cháy. Bạn thấy thấy của hai bên đó. Viên hồng ngọc. Bất ngọc đây bởi vì cái viên này nó tốn diện tích quá. Nhà ba cái tủ lạnh chả có. Ai ai. Ừ. Đưa cả cây vào nhá. Cây. Cây để trồng mà. Cái cỏ ấy, cái cỏ ấy.
mẹ đâu rồi bếp? Cái cỏ để trông cơ mà, tao hiếp ông không có à, ông không không xúc à? Chưa tìm được. Thế ông tìm cỏ ở đâu? Bắt đầu buồn buổi tối thế này nào đấy. Vẫn một chưa dài gì. Ui, một giờ rồi đấy, ông Hiệp không đi ngủ à? Một giờ rồi á? Ừ, một giờ kém rồi. Mạnh rồi đâu vậy? Mạnh lại chuẩn bị xuống làm đêm rồi đấy. Rồi, cho tự đi ngủ vậy. Ngủ đây. Ừ. Ăn nốt rồi đi ngủ, ăn hết nhau ạ. Hiểu rồi, ăn đâu ăn. Rồi mình tự đi kiếm vậy. Bộ này đỡ khổ, đỡ sợ rồi, thôi đi kiếm. Sẽ cố gắng xây lại căn nhà. Tiện thể đi đường xúc ít đồ ăn, đi cầm vải nấu. Đi kiếm đồ ăn thôi. Có bị giảm não kinh ấy nhỉ? Giảm não khắc rồi. Đào xuống ngày chết thì khổ mãi. Đi đường thấy hạt giống ở dưới nhà thì... tôi nhá. Nhịp vào một đống thần rừng ra đâu. Thần rừng á? Yêu yêu. Không làm kéo một thần rừng ra đánh ông đâu. Đánh nhau thần rừng ấy, ra giết thần rừng mấy ông ấy. Để lấy gỗ để chế đồ nào. Cần rất nhiều gỗ. Đỏ cái thần rừng kia. Thế như giết bọn đấy thì cũng ra đấy. Thử giết bọn đấy xong có nào. Đi ra đấy, ra. Đánh ai mà đánh ai mà đánh. Ra chỗ đạo, ra chỗ đạo. Đạo này, ông đâu ấy? Đây, cái chỗ đang đứng còn đây. Hai ba con liền. Đâu... Không. Đâu, không đâu ấy. Sao vậy? Sao thế tôi cái mũ đi, mẹ hơi bị ngáo lắm rồi đấy. Tụt não sờ mờ lờ rồi. Mũ ông đâu? Cái mũ ông có khả năng hồi não mà. Ơ, ông ở đâu ấy đạo? Không thấy. À đây. Bật bản đồ lên. Khoai khả năng cái gì mà đấu khoai đâu không ăn à? Đâu mình ăn hộ vậy. Bò thì đang xúc nhau, mình thì đi chặt đi, bò chặt đi. Biết tôi lượm được cái mấy cái đồ khỏe à nhỉ? Cứ lác lác nếu không chặt được cây thì sao nhỉ? Mẹ à. Ồ, quay lê ăn. Khổ nhất là tôi này mẹ. Con mẹ rồi. Sau một mùa hè thì cây cối khô đà khô cằn phải đào quá. Đâu ở đâu ấy? Nhặt được một gỗ sống rồi. Ngon. Tôi bảo thích con này cũng được gỗ sống mà. Ô cái đéo ông chặt nhiều cây này thì bảo sao? Ui bỏ đi đỏ. Không phải tôi chặt cây đéo đâu. Ấy nó chết đi. Tôi đốt này. À, con này phải dùng ấy à, dùng kiếm á. Con này phải dùng kiếm nhặt ạ. Dùng view chặt. Hoặc là dùng kiếm của tôi ấy. Ok đéo cho làm như tôi. Tôi thanh kiếm đi đảo rồi. Ao. Ừ. Cần mấy gỗ sống để làm máy hai. Không biết. Đi bọn nó đánh đau quá. Rồi hồi máu đã. Ôi dồi, chém tôi gần chết rồi. Hồi máu. Nước vừa đâu, cái vừa đâu. Ngặt hoa mà cũng bị tụt não vậy. Trời ơi, bắt được bắt cái tên gì vậy? Ngặt hoa phải nhặt đúng hoa đấy, không phải nhặt bừa đâu.
Nhặt hoa, hoa thường thôi, nhặt hoa, hoa, hoa quỷ. Evin Flower. À, đây chết rồi, chết rồi. Được một bao cái rồi. Cần khá nhiều đấy. Đảo đưa đây, đảo đưa đây, đảo đưa đây. Đưa gỗ quỷ ấy. À, cái gì? Gỗ quỷ. Đưa đây. What? Cái gì? Đảo, đảo. Đưa ngay đang trồng cây. Đưa đây, đảo. Này. Đấy. Ở trong sao mấy con thỏ sao mấy con thỏ nó ấy hết vậy, mấy thỏ sao màu đen hết vậy, nó chuẩn bị có sói đấy. Mấy được một cái thì ăn gì, một cái không ăn được rồi, cố gắng lần sau vậy. À, hai cái rồi đấy, đem về có đủ chế không ạ? Không đủ đâu, phải như là 4 cái, à 3 cái. 3 cái mới đủ. Đưa trong mạnh rồi. Đâu rồi? Đâu? Cái gì? Đâu, đưa tôi xong đi ngủ đi. Đâu không đâu? Đây này, tôi đây đi. Tôi đây cơ mà. Ok. Bye bye. Ok. Khổ thân tôi. Trong... Ủa sao lắm viên ngọc thế này? Trong cây san sát nhau à. À, lúc đó mình đang xây dở nhà mình, xong rồi mình toán loạn, không quên mẹ mất rồi, bây giờ cứ đi lang thang, không biết làm gì. Cứ hỏi mình đang làm cái gì. Khổ quá. Cạnh một con mèo định chơi hết 5-6 con bò. Tôi bạn chứ bạn không có quyền mà. Tôi nhớ có nhiều đá, cái đá này lắm mà sao bây giờ mất hết này. Dạ. Sao đội mũ mà vẫn bị trừ não vậy? Tôi đi săn. Cái gì đi săn gì? Tôi đi săn hiêu đây. Săn luôn cả mấy em. Từ não phát được khác mình. Thì mình không hiểu game này nữa. Cái mũ AA của ông đâu? Cái mũ mà nó cho ông lúc bữa đầu vào ấy. Đâu rồi? Ủa vẫn bị trừ. Kê lên 3 tầng rồi đập luôn. Cái này làm thế nào để chống lại ở đảo ấy? Ở đây tôi có một hạt tống rồi. Mũ A được cái gì không? Mũ A đội nó cộng não thôi. Mình nhớ có nhiều đá này lắm cơ mà sao đâu hết đấy nhỉ? Ông nào ông làm đéo gì à? Mẹ đéo ra giống thì làm nào để trồng lại ở đâu ấy? Ôi chết. Ờ. Hai con. Mẹ cái con mèo óc chó này, mẹ nó dẫn hát tôi.
Mẹ nó giờ con bò nó đéo chạy. Ui nó đi mà lag 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 lag. Mẹ tốc biến. Tốc biến. Đi thường. Đi kiểu này lạnh ngào đấy. Làm sao để vào một lượng mấy cái đồ của mình đấy? Ông chết ở đâu? Ở chỗ này, ông nhìn thấy tôi. Đâu? Ông sao này, ông... Tôi chứ ông bị ai giết mà lại không vào lượng đồ đâu. Ồ. Đưa cái đá đây đây. Ủa, ra. Đá là đá gì? Đá góc dưới này, tôi để trong cái hòm cuối cùng này nè. Nơi. Có mình mấy cái. I have me coi. Con này đá giúp tôi kìa. Đang đánh bò. Thổi được. Thổi giúp cái kèm đi. Đâu không. Đây nhiều xác nhỉ. Nhưng bú bò của mình rơi mẹ. Đi lượm tạm mấy cái thịt kia đã. Sau. Cái gì cơ? Trong lúc tạnh thành rỗi mình đứng mình Láo mẹ buồn láo. Lấy cả thịt của tao mày. Đúng ạ. Chế cái này. Và chế thêm một đống này. Đâu ai vừa vào cứu. Mày cứu nhưng mà cứu ở đâu? Nơi nào trên bản đồ? Ông ấy con mèo luôn. À, ông ICA kìa, ở góc dưới này, đấu mạnh này. Không, mày ông nhìn tôi đang ở đâu? Ông cần mà, ông còn xa lắm đâu. Ông chạy văng ngang xong cái, tôi đến nơi. Quá gần, mẹ gần hơn cả tôi chạy xuống đấy còn xa hơn. Ông ở chỗ đấy là quá gần. Ủa tôi nhặt đồ. Đợi tí đi đang lên. Mà tôi còn gần hết thức ăn rồi. Chắc đuổi mấy con bò đấy. Ông Quân là con gì vậy? À. Quân là con gì vậy? Ừ. Ở đây một đống xác, xác ong luôn. À xác bướm luôn. À vãi cứt. Đây là một cái con bò nó thấy mình. Đôi hai con chim, một con chim đỏ, một con chim đen. Anh luôn cho xa để tôi lượm đồ nha ông. Nè, chỗ này nè. Chỗ này mà qua chỗ đấy kia không này mà mạnh điên loạn rồi đấy phá hết nhà ra rồi phá ra để xây lại chứ tôi còn ông anh bị điên hết rồi này mà ông anh bị bò gì à. Má mấy con bò. Mua mấy ông ạ? À, sắp bướm rồi. Tôi từ từ đây. Cái cất đi. Đào đá mẹ ừ, thịt quái vật. Ăn hẳn một cái bánh gato. Ôi, cho con nửa bình bụng. Thế thôi. Ông cần bướm không? Có thì cứ cầm về đây. Mẹ trời đông quá mình đi. Đấy tắm sắc bướm ấy. Bướm ăn đi ăn hồi máu ấy, bướm ăn con bướm hồi tả máu ấy. Mẹ lag quá. Bỏ ra thì đông quá, đánh được. Thôi có nào đi ông ơi. Ủa sao chỉ có ít con bò chạy theo ông vậy? Ừ, tôi là thằng thổ nên mà. Đó, nó đâu? Má, nó chạy ra chỗ tôi vậy. Sao? Ừ.
Nó chạy nhanh thế. Anh nhiều sắc ong ghê, nó có mất được không nhỉ? Mất. Để lâu nó tự mất ạ. Mà chỗ này nhiều ong, nhiều bướm ghê. Đấy, ý này có bướm này. Lại làm cái cửa. Con của tôi 1 con này, 12 con, 13 con, 14. Cứ nhầm nhỉ. Đây. Cái cửa trên này nữa. Căn nhà lại về như xưa rồi. Căn nhà ra còn rộng hơn xưa luôn ạ. Ok đó. Phá đi. Bắt ra lên, bắt con ong thế được cái ấy không? Thay thế được thế được rau củ quả không? Má ra nó vẫn dí tôi vậy. Là la món đi đây. Toki dinner. Thêm cửa. Ôi, thiếu gỗ rồi. Gỗ quá, đây tôi cho này. Đâu? Đứng im. Vứt ở đất, vứt lên đất. Ok. Bóng ma ở đây vậy. Bóng ma ở đây vậy, được không? Bóng ma nhặt đi. Để tao chế những cái hộp pháp thuật. Chế mấy cái đồ phép được cần bóng ma hết mà. Về cửa nhà rồi. À, không đâu bằng nhà. Ừ nhà. Về xem thử đồ phép thuật. Hư bị. Chế tôi bọn tôi chế cái mũ rồi bây giờ. Thôi nằm cho tăng não phát. May thế con. Não. Mình ruộng này đã trả lại rồi. Tôi sao lại có cái ấy đây vậy? Mày nghe em. Mà sao cậu nhìn ấy vậy? Mày nhìn một người vậy. Cái gì? Anh cái gì chứ? Đi hả? Đùa. Ok, căn nhà đã trở về như xưa. À, không phải như xưa mà to hơn xưa. Ồ tôi đói quá, tôi đói, ông nào có gì cho tôi ăn không? Đây 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 đây. Nhặt thức ăn đây cho tôi. Đứng im. Đứng im. Chốt máu ra. Đấy. Đâu? Cho tôi gì đây? À đây. Ôi nhiều máu lắm á. Thức ăn đây cũng là. Ôi nhiều máu. Chả thấy cái đéo ở trong tủ lạnh nào, có 12 miếng thịt. Mỗi 12 thịt. Đi. Thịt này mang ra phơi đi. Đâu khó mà. Rất kem. Ok, không phơi mẹ. Ôi khổ vãi. Đừng không nhau, mở dối cả. Mọi thứ này ổn định rồi. Ôi sao nhìn ông quân mình cười vậy?